Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ sinh nhật Thụy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 7 tháng 4 nha mọi người nha. Và cách thức mua hàng của bên em là bên em chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào. Bên em sẽ báo số tiền cọc. Về máy, bên em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng si em không bảo hành nước nha mọi người. Em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu, không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và khi mọi người chuyển khoản hết, bên em sẽ free ship đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giúp em ha. Ví dụ 200, 250, 300, 350 gì đó thì mình cộng vô giùm em 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết. Còn từ 400.000 trở lên mọi người chuyển khoản hết, bên em free ship. Còn mọi người cọc thì phí ship thì sẽ tính theo bên vận chuyển, bên em lên đơn và chụp cho mình khi mà em lên đơn luôn. Hàng giá trị càng cao thì ship code nó sẽ có tính phí bảo hiểm càng cao. Cho nên mọi người lưu ý giùm em vấn đề này. Đó, thì đến lúc đó em sẽ tư vấn thêm cho mình. Và về vấn đề làm nước á, thì là em sẽ bàn giao bằng một cái video test nước khi mọi người có yêu cầu. Và khi sau cái video đó em sẽ không có trách nhiệm bảo hành. Hoặc mọi người có thể tự đi ra ngoài làm để họ bảo hành cho mình nha. Rồi, những con này nó đã sẵn có cái núm và cái nắp nó đã sẵn có ron chống nước rồi. Mình chỉ cần kiểm tra lại, tại vì đây là hàng si, không phải là hàng mới, cho nên mình phải kiểm tra lại là được. Trừ những con hàng hộp, hàng new thì là tất nhiên nó phải chống nước rồi ha. Số tài khoản em có để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản mình ghi nội dung mình muốn mua, mã gì giúp em, B1, A1, C1 hay gì đó, hoặc cọc mã gì giúp em nha mọi người nha. Rồi mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em, số điện thoại em có để trên bảng. Thời gian check đơn và nhắn tin của bên trả lời tin nhắn của bên em là từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ rưỡi tối nha mọi người. Đó, rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã... mã hôm nay em lấy sẽ là mã G đi. G1 em lên cho mình một chiếc của nhà G1 em lên một chiếc của nhà Hulot nha. Siêu đẹp. Đẹp quá. Một chiếc đính full xoàn và viền đính đá Baroque cho em như thế này. Đó, mặt lộ cơ trước sau nè. Chiếc này là khách gửi em bán. Nắp sau như thế này, lộ sau lộ trước. Nó được làm từ dòng Tubilon Hulot này. Đây là hàng siêu cấp nha mọi người. Hàng chính hãng, con này tiền tỷ nha. Cho nên là đây chỉ là hàng siêu cấp sản xuất lại nè. Đó, Hulot Tubilon. Và vỏ là vỏ thép đúc vàng công nghệ BVD, chứ không phải vỏ si nha. Vỏ là vỏ thép đúc công nghệ vàng nha. Núm zin cho em. Đây là bản cơ automatic có hỗ trợ cót tay. Mình có thể nhìn cái búi cót này là mình biết nó đầy hay là hết nè. Đó. Và bánh đà sẽ lộ ra như thế này cho em luôn. Ở bên trong đây có một cái vòng găng cưa đang chạy nè ha. Và bên trong viền cũng có đính đá luôn nha mọi người. Đính full từ ngoài vào trong. Cọc số là đính đá xanh cho em. Đó, đính đá xanh cho em. Ở ngoài là đá Baroque vuông nè. Xong rồi xuống tới càng luôn ha. Size chiếc này là size 44,3. Size 44,3 cho em. Da đà điểu có phần mặt chân. Khóa là khóa zin của nhà Hulot. Khóa vàng. Cái này là người ta bị tay người ta to nha. Người ta mới nói vào đây nè. Còn nói mọi người không có to, mọi người tháo cái này ra. Tháo hai, cắt cái hai cái mắt này ra, tháo bình thường luôn. Đó, xong rồi nói khóa lại là ok là. Đó, em chỉ để dự trù thôi. Còn mọi người muốn tháo lên bình thường hết. Rồi ở đằng sau như thế này. Đây là hàng có đeo lên tay rồi. Và đánh giá nó tầm khoảng 85-90%. Đó. Dòng này á, xỉ vô cũng khoảng 2 triệu rồi. Là em bán ra, nếu như mà có em bán ra new nha, là cũng khoảng 2 triệu rưỡi full hộp. 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 full hộp. Đó. Chiếc này là trước em có lên một chiếc vỏ, đá bằng đá màu xanh á, là 1 triệu 850 rồi.
Đó. Còn chiếc này khách gửi em bán bao nhiêu thì em bắt lại bấy nhiêu thôi. Đó. Rồi lên cho em chiếc culotte này. Da đà điểu hay như thế này cho em siêu xịn mịn. Em bán 1 triệu tư. 1 triệu tư cho em nha. Đó, mã chiếc này là mã G1. Rồi lên cho em mã G2. Mã G2 nha mọi người. G2 em xả cho mình con Fully Fourline. Dán cây kẹo. Dán cây kẹo cho em nè. Rất là xinh luôn. Cái phần dây da là cái cây đó. Còn cái mặt là kìa là viên kẹo. Full hộp sổ của nhà Polyfolai chính hãng size 47,3. Nó là dán cây kẹo nha. Nó size nó là dạng size to. Nó sẽ phủ tròn đều lên trên cái phần tay của mình như thế này. Đấy là tay em nhỏ nha. Còn tay mấy chị mà cỡ 17, 16, 17 năm đồ á là sẽ rất là vừa hơn. Tay em có 14 năm, 15 mà. Đó, bên trong cho em full xoàng nè. Đó. Đẹp chưa? Da đà điểu em thay, khoái em thay nha. Đằng sau như thế này. Độ mới rất cao, chỉ có điều dây nó hỏng thì em thay dây thôi. Đó. Rất là xinh luôn, công nghệ vàng hồng đính xoàng. Thường cái dòng Polyfolai này là chỉ sử sản xuất đồng hồ đính xoàng kim cương thiệt không à. Đó. Rồi lên cho em chiếc này nha, giá gốc 900, bữa nay em xả luôn cho mình 550 full hộp. Cái này là em không có lời nha mọi người, cũng chưa về vốn mà em xả lỗ. 550 cho em full hộp vẫn bảo hành bình thường như đồng hồ bình thường luôn. Chứ bình thường hàng xả bên em chỉ có bảo hành 5 ngày thôi. Mã chiếc này là mã G2 cho em nha. 550. Rồi lên cho em tiếp tục mã G3. G3 em lên một chiếc của nhà Bảy Kim. Của nhà Bảy Kim này cho em mặt đen bao công huyền thoại nè. Đẹp chưa? Dòng Alam nha. Size chiếc này là size 40,3. Đằng sau dập hiệu của nhà Senco. Chiếc này là zin nguyên bản từ dây cho tới mặt hết, tất cả đều zin hết. Đây là dòng bát quái nè. Senco dòng bát quái nè ha. Sử dụng máy 7T34 cho em. Chống nước tận 15 bar lận nè. Thay vì chỉ có 10 bar thôi, chiếc này là 15 bar là 150 m. Đó, nắp vặn ren chống nước. Có alarm dòng support ha. Senco dòng support rất là hiếm nha mọi người. Senco dòng support 7 kim rất là hiếm luôn. Đó. Chứ mà nếu mà Senco 7 kim bình thường thì em không nói, mà đây là dòng support và chạy kim trôi nè. Đấy. Chạy mà chronograph là kim trôi nha. Có alarm luôn nha mọi người. Lịch thứ bên này, lịch ngày bên này nè. Đó. Tổng cộng là cho em 5 núm chỉnh. Senco tổng cộng đến 5 núm chỉnh nha. Những cái dòng này nó hiếm cực kỳ luôn nha mọi người. Dây đúc cho em nha. Không phải đúc không ta, em thấy nó bịt kít lại. Em không thấy cái dấu cuộn. Cái này nó vừa cuộn vừa đúc hay sao á. Dáng giống hulot cực kỳ luôn. Rồi lên cho em chiếc này. Người ta bán 1 triệu rưỡi đó mọi người, không có rẻ nha. Con 7 kim này em bán 1 triệu mốt. Mã chiếc này là mã G3. Lên cho em mã G4. G4 nha mọi người ơi. G4 em lên cho mình một chiếc siêu phẩm full hộp như này cho em. Của nhà Senco. Thường là những cái dòng này là được được nhiều khách mua về để tặng. Thứ nhất là nó vừa tầm tiền, thứ hai nó là chuẩn chính hãng Senco, và cái hãng Senco ai cũng biết. Thường là mọi người sẽ đoán là mọi người mua 4 5 triệu tặng thôi chứ không nghĩ mua mấy trăm. Đây. Một chiếc full vàng cho em như thế này. Quá đẹp. Đó, kèm hộp cho em nha. Ở đằng sau luôn, khóa vàng luôn. Lên tay cho em như thế này luôn. Đó, cái này tặng được, đeo mua mua đeo gì cũng được. Size chiếc này là size 32. Size 32 cho em một chiếc full vàng cho em, sang cực kỳ của nhà Senco luôn.
Đó, cũng mỏng không dày nữa. Ở đằng sau cho em như thế này. Khóa gài thông minh, à không phải, nhầm, khóa bướm, à, khóa dạng gài nè. Khóa dạng gài bình thường như dạng lắc vậy đó, nhưng mà nó dài, dây nó dài lắm mọi người. Tay nào cũng vừa, dời cắt mắt ok la nha. Đó. Size chuẩn của nữ là 32 á, lên rất là sang, của nhà Sengo. Chiếc này là em thấy rất là nhiều người thích nè, và em dời kiểu na ná vậy là đều bán hết hết á. Thường là sẽ hay bị hết ngay đại đầu like lắm. Rồi lên cho em chiếc này nha. Một chiếc full vàng cho em như thế này, full hộp. 700. Mã chiếc này là mã G4. Lên cho em mã G5. G5 nha mọi người, em lên một chiếc của nhà cơ. Một chiếc cơ Nesun, sử dụng máy vàng trăng sao cho em. Đây, automatic nè, 22 dual. Nắp vặn ren chống nước 5 ATM. On stainless nè. Đây xung quanh nè. Cái này là inox mạ vàng ha, thép đúc mạ vàng á. Size 41. Size 41 cho em bản 2 kim. Cái kim dây của nó thay vì là kim nha, nhưng mà ở đây là nó chạy bằng tim, thì mọi người sẽ nhìn như cái kim dây vậy đó. Trăng sao cho em phân biệt sáng tối nè. Size 41, dáng rất là kiểu sang nha, bên hông nè. Ở bên hông nó bắt qua như vậy nè. Nút zin cho em da đà điểu màu xanh, màu nâu choco em thay. Khóa là khóa zin. Khóa zin Nesun. Nó máy vàng ươm luôn. Rực rỡ luôn. Chiếc cơ này cho em nha. Cơ em đã thay da đà điểu trăng sao này máy vàng nha. 1 triệu. Mã chiếc này là mã G5, giá siêu tốt nè, 1 triệu cho em. Rồi lên cho em mã G6. G6 em lên một chiếc của nhà Sima. Sima đính 4 viên kim cương thiên nhiên Thụy Sĩ bọc bạch kim cho em nè, nguyên chiếc dây lụa. Size chiếc này là 22 nhưng cho 21,6, khóa gài thông minh. Ây da. Khóa gài thông minh cho em nha. Khóa zin nè. Khóa zin của nhà Sima, máy Thụy Sĩ. Đây. Núm đính nè. Cái dòng này là hai mươi mấy triệu một chiếc nha, tát của nó 108.000 in đó. Rất là mắc. Thụy Sĩ cho em bọc bạch kim, đính 4 viên kim cương thiên nhiên, độ mới cao. Dây lụa bạch kim lên tay cho em như thế này. Đó. 800 cho em, chiếc này em bát giùm nè, chứ bình thường theo vô tay em bán là nó tiền triệu á. Bát giùm nha, 800 cho em. Mã chiếc này là mã G6. Lên cho em mã G7. G7 nha mọi người ơi, G7 em lên cho mình một chiếc của nhà độc lạ này đi. Con này độc lạ kim đĩa nè, nó độc dã man độc đó. Bên trong nè, xem giờ không có kim nha, đồng hồ không có kim mà kim đĩa, mình xem giờ bằng cái gạch này nè, cái chấm này là giờ nè, nó sẽ cái viền ngoài này là giờ nha, cái chấm này là đang 12, là đang 12 giờ nè, đang 12 giờ nha đó. Rồi cái này là hai, cái xúc xắc này là xúc xắc 2 chấm là 20, là 12 giờ 20. Nó qua tới xúc xắc 3 chấm là 12 giờ 30, 4 chấm là 12 giờ 40, rồi 12 giờ 50, 1 giờ đó. 6 cái xúc xắc này tương đương với lại 60 phút 1 tiếng á đó. Hiện tại bây giờ mình coi là vậy nha, nó chỉ có một cái gạch ở trên này là 12 giờ và một cái mũi tên chỉ xuống là 12 giờ 20. Rồi cái kim dây là chạy kim đĩa nè. Là sẽ nhảy từng số dây một.
Đó, nhảy số dây 1 như thế này. Cái này đồng hồ giống như là ai mà mê bài á, là ngay luôn. Đồng hồ mê bài với lại mê xúc xắc đắt mùa cua rồi đó là ngay luôn. Size chiếc này là size 42 cho em nha. Size 42. Khóa zin. Dây da đà điểu. Ở đằng sau nắp vặn on stainless steel nè. Dập bên molven chống nước 50m nè. Đó, dạng xúc xắc như thế này nè. Đó, cái núm nó cũng là cái núm xúc xắc nha mọi người. Con này mọi người em bán xong mọi người kêu em kiếm không có ra con thứ hai đâu, đảm bảo mọi người luôn độc nhất vô nhị. Bản máy là máy Nhật nội địa. Máy Nhật nội địa cho em nha mọi người. Bà dòng này giờ hiệu này là Rodi, nó là chung về cái hiệu thương hiệu về bài á. Nói chung nó là hàng độc lạ nha mọi người. Cái này là ai thích sưu tầm những cái hàng độc nè thì lấy ngay cho em luôn, thật mọi người luôn. Kiếm không ra chiếc thứ hai đâu. Hàng độc lạ này cho em nha. Em để cho mình một chiếc này 1,1 triệu. Độc lạ. Thật sự giá 1,1 triệu nó cũng chỉ bằng con pin bình thường thôi mọi người. Mã chiếc này là mã G7 cho em. Lên cho em G8. G8 em lên một chiếc của nhà lắc cổ nha, lắc đá oban cổ bạch kim nè, mạ bạch kim. Ở đằng sau như thế này, đây là dòng cổ nên nó sẽ không có in cái chữ gì đằng sau đâu, hàng cổ sẽ không có in nha. Đó, rất là quý tộc luôn, nhìn như là lắc bạc đúc vậy. Bên trong nè, có đính một viên xoàng nè ha. Rồi dán dây cho em nè, xung quanh là hình kiểu như cánh bướm á, mà dạng như là đá oban á, phủ kim cương nè, viền nè. Đó, dây nè. Dây này sẽ có co giãn chun phần cuối nè, dành cho mấy chị tay bự ha. Còn nếu mà mình không bự nó sẽ co lại nha. Rất là xịn luôn. Lên tay cho em như thế này. Lắc oban này hồi năm ngoái là có full hộp bên em bán 1,5 triệu hàng hộp á. Đó, chiếc này là chiếc đeo rồi nè. Chiếc đeo rồi mà nó còn mới ok la nè. 700 cho em chiếc này, không lấy thì phải nói quá uổng luôn. Mã chiếc này là G8 nha, 700 cho em con lắc oban bạch kim này. Lên cho em mã. Lên cho em mã G9. G9 em lên cho mình một con của nhà. Con này đi. Một con siêu độc nữa của nhà Bentef Philippe. Dòng Bentef Philippe là hàng tiền tỷ, thương hiệu xa xỉ cho nên những chiếc này nó là hàng siêu cấp, hàng loại 1 thôi, hàng super thôi nha chứ không phải hàng chính hãng nha, tiền tỷ lận. Size 42,8 cho em nè. Con này nó độc lắm. Ở đằng sau cho em khóa zin nè, mọi nhìn nhìn cái con này nó độc nè. Con này nó hai mặt nha. Mặt trước của nó là cơ. Mặt sau của nó là pin cho em. Đằng sau là dãy ngân hà pin nè. Đó, kim dây là kim la bàn nè. Đẹp chưa? Đó, xanh xanh mặt trời nha, xanh trời á. Thứ nè. Ngày nè. Tháng nè. Dòng này dòng Bentes Tubilon nè. Cái máy mà nó xài á, là cái máy nội địa, cái máy cơ nó xài là cái máy nội địa, gọi là giống mấy cái con nội địa mà Kogu hay là Garuxi em hay lên đó. Nói chung máy nó rất là cứng cáp. Rồi cái máy pin cũng vậy, máy pin cũng là máy nội địa Nhật luôn, rất là xịn nha. Xung quanh cho em như thế này. Hả? Da đà điểu em thay khóa zin của nhà nó. Size 42,8. Cơ này là cơ 7 kim cho em. Cơ 7 kim và sử dụng một bình thường nha, em nói không có tính cái đằng sau là máy pin đi. Thì cái máy cơ này không là đã 1 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu nếu như bán lẻ ra nè đúng không?
Xong rồi thêm cái đằng sau nữa là mọi người cứ tính ước chừng giùm em nó là bao nhiêu. Đằng sau thêm cho thêm 600 nữa, 5-600 mấy pin nữa. Là phải 2 triệu mấy chiếc này. Nhưng mà em bán cho mình chiếc này chỉ có bao nhiêu? Chiếc này em bán cho mình 1 triệu 6 nha, hàng độc lạ nha. Em bán xong rồi không có về nữa đâu mọi người, 1 triệu 6 cho em. Mã chiếc này là mã G9. Lên cho em mã G10. G10 nha mọi người. Bữa nay em có lên nước hoa nha mọi người, gắn coi ở cuối like giùm em nha. Rồi G10 em lên một con Citizen XC nè. Citizen XC cho em, bản này bản năng lượng. Citizen XC nó cũng sẽ có bản pin thường, nhưng mà bản này của em là bản năng lượng nha. Size chiếc này là 27. Ở đằng sau nè, nó sẽ có để Eco Driver luôn. Năng lượng và con này chạy bằng sóng radio. Nó sẽ có cái nút chỉnh ở trên này nè. Và bên em đã chỉnh giờ rồi ha mọi người, đã chỉnh cho mình rồi á. Đây vỏ nè, đẹp quá mọi người ơi. Cái này nó kiểu thanh thanh á, kiểu mà rất là tinh tế nha. Tinh tế cho mấy chị mà thích kiểu đơn giản thanh thanh nhẹ nhàng đi làm đồ á. Đó, rất là xịn luôn. Cái dòng này mọi người mua mới nó phải 4-5 triệu, 5-6 triệu một chiếc. Năng lượng là không phải tốn tiền pin hàng năm nha. Nó sẽ rất là tiết kiệm tiền pin mỗi năm cho mình, là mình không cần phải tốn tiền pin đó. Dành cho mấy chị mà đã nhiều đồng hồ rồi và ngán cái tiền pin mỗi năm, thì lấy cho em những cái chiếc này là vừa là năng lượng nè, đỡ phải tốn tiền pin, vừa chạy vừa lấy ánh sáng hỗ trợ lẫn nhau nè. Rất là ok la luôn và đồ còn đẹp nữa. Hàng chính hãng của nhà Citizen XC cho em như thế này. Rất là thanh luôn. Nhìn rất là thanh thanh nha. Rồi lên cho em chiếc này. Mã chiếc này là mã G10. G10 nha. Em để cho mình chiếc này 700. 700k một em Citizen XC. Cái này shop khác bán 900, 1 triệu 2 là bình thường luôn. Tại vì mới nó 5-6 triệu. 700 cho em. Cái này mình khi nhận hàng của bên em không có ánh sáng thì mình chỉ cần sạc đèn hoặc sạc nắng lại là nó tự điều hòa lại nha mọi người. Khi không đeo nữa mình đừng đóng kính tủ lại giùm em, để nơi có ánh sáng là được. Mã chiếc này là mã G10 700 của nhà Citizen XC, năng lượng chạy sóng radio hình tròn. Rồi em lên mã G11. G11 em lên cho mình một chiếc của nhà Fossil. Fossil mặt gỗ full hộp cho em như thế này. Cái hộp mọi người đi mua không, ở trong cái giới hàng si với nhau mà chia là cái hộp 150 rồi mọi người. Đó. Size chiếc này là size 49,7 nha. 49,7 niền xoay cho em. Bản này bản thép đúc màu ghi xám chứ không phải màu đen. Không phải đen thui thùi lùi mà nó là màu ghi xám nha mọi người. Màu rất là men và mạnh mẽ. Khóa là khóa zin dạng bấm cho em như thế này, nắp vặn. Ở đằng sau chống nước 5 ATM on stainless là số series đầy đủ. Đó. Găng cưa cho em như thế này. Mặt gỗ bên trong là bản 6 kim. Kim nâu cho em một góc lịch xéo nha. Còn kim bên này là 12-24 giờ, 4 góc cho em số như thế này. Đó. Rồi full hộp cho em như thế này nha. Em xả luôn cho mình 900. Em bán bằng với cái tiền không hộp cho những con bản thường luôn á. 900 cho em nha. Mã chiếc này là mã G11. Rồi lên cho em bản G12. G12 nha mọi người. Em lên một chiếc của nhà Tommy hiệu. Một chiếc của nhà Tommy Hilfiger hiệu cho em, mặt khảm trai ở giữa nè. Bản này là bản 6 kim một cốt. Bên này là thứ, bên này là thứ, bên này là ngày, bên này 12-24 giờ cho em. Đây là dòng tôm mì của nữ nha. Bình thường tôm mì về là nam rất là nhiều, nhưng nữ ít lắm mọi người.
size chiếc này là size 34,4 là 35 cho em nè. Ở đằng sau cho em on senesis nha, 100% là thép đúc nè. Đó, niền tọa độ không xoay, da đà điểu em thay và khóa là em thay. Ở giữa là khảm trai nha, bản này bản 6 kim khảm trai cho em của nữ nè. Support cực kỳ luôn, hàng nhìn biết phát ngay hàng hiệu ngay lập tức. Nhìn là biết hàng hiệu tôm mì ngay lập tức cho em. Chiếc này mới cũng 6-7 triệu chứ cũng không rẻ đâu. Đó. Rồi chiếc này của nữ hàng hiệu em bán 700, bản 6 kim tôm mì siêu rẻ nè. Mã chiếc này là mã G12 cho em nha, 700. Lên cho em mã G13 nè. G13 cho em. Em lên cho mình một chiếc của nhà Erin nè. Của nhà Erin cho em bản 6 kim dòng lặn 200m. Thường dòng Erin này là chỉ sản xuất dòng lặn thôi nè mọi người, giờ chỉ số chống nước rất là cao. Size 41 cho em nha, dây da và khóa là em thay. Dây da và khóa là em thay, dây mai viền ở giữa ba lằn viền ở giữa dạng viên tẹt em thay nha, nhìn rất là men. Đó. Niền là niền xoay cho em nè. Niền xoay được nha, cọc kim có dạ quang, một góc lịch 3 giờ, dòng chono wrap Erin. Là dòng lặn 200m. Đó. Nắp vặn ren chống nước nè. Rồi núm vặn ren chống nước cho em luôn, hiện tại chạy ok la nha. Đó, dòng 6 kim chono wrap dòng lặn 200m của nhà Erin đã thay dây da nè. Chiếc này em để cho mình giá cực tốt 600.000 cho một chiếc dòng lặn 200m 6 kim thép đúc như này. Đó. Của USA hiệu Mỹ. Mã chiếc này là mã G13 cho em 600. Lên cho em mã G14. G14 em lên cho mình một chiếc của nhà Fula. Một chiếc của nhà Fula dáng tanh cho em dài như thế này. Size ngang là 17,5, dọc là 27,7, luôn càng là 34. Nó thuộc dòng dáng dài của nhà Fula, hàng chính hãng nha mọi người. Da là da đà điểu em thay, khóa là khóa jean. Đó, mọi người không thích màu xanh rêu này có thể báo bên em đổi màu nha. Tại em thích cái màu này em lắp vô. Rồi ở đằng sau cho em như thế này. Đó, dập bên Morven dòng tanh nè. Lên cho em Fula hàng hiệu. Đó, dòng này cũng có sản xuất túi xách đồ đó mọi người. Đơn giản tinh tế cho mấy chị nữ da đà điểu xịn luôn. Em bán 450 chính hãng luôn. Mã chiếc này là mã G14 cho em. Lên cho em G15. G15 em lên một chiếc của nhà này. Dòng này là dòng S-Ring nè. Đây là dòng cơ automatic, tự động tích cót chứ không có hỗ trợ cót tay nha. Và da cá sấu là em thay, khóa là em thay luôn chứ khóa không có khóa, con này về không có khóa. Đó. Chiếc này là màu cam sport cho em nè, màu cam thể thao. Ở đằng sau cho em như thế này, sử dụng máy Shino. Sử dụng máy Shino 21 Jewel nè. Đây, dòng máy của Malaysia nha. Chống nước là 100m cho em nè. Đây là hãng Z-Tree Ring nè, Tree Rings on Senesis cho em. Đó. Cái núm dưới này là để quay viền nha mọi người. Quay cái niền ở trong, niền tọa độ ở trong nha. Cọc kim này có dạ quang phiên bản 2 ô lịch cho em luôn. Cơ tự động và khi mà mọi người muốn lên cót á, mọi người chỉ cầm, mọi người lắc cho em như thế này. Không có đánh vào như này nha, đánh vào như này là nó bể đồ ở trong đấy đó. Mình chỉ có lắc theo không gian vậy thôi. Mình cặp, mình chập lại như vậy nè, rồi mình lắc cho em như này là nó sẽ tự động tích cót bằng cái dao động đó. Và khi mọi người đeo lâu á, mỗi ngày nó sẽ tự động tích cót. Nó chứ không có hỗ trợ cót tay nha mọi người nha. Mọi người tháo ra từ 1.5 ngày trở lên thì nó sẽ tự động dừng lại ha. Rồi lên cho em chiếc này. Automatic 21 Jewel, sử dụng máy Malaysia.
chống nước 100m màu cam siêu nổi, mà màu cam này gọi là cam xịn á, cam rất là xịn luôn đó. Da đà điểu, da cá sấu em thay. Size chiếc này là size 43,6 cho em. Size 43,6. Rồi em bán chiếc này với giá là 1 triệu 3. 1 triệu 3 cho em một con cơ như thế này, dòng sport tự động tích cót. Mã chiếc này là mã G15. Lên cho em mã G16. G16 em lên một chiếc của nhà lụa, lụa dòng Mythos cho em nè. Mythos bản kim rốn nha, mặt là mặt nâu choco, size 31,2 nhưng cho 37, dáng lụa vàng nè. Khóa zin cho em, khóa gài thông minh đây, khóa gài thông minh tay nào cũng vừa, lụa vàng rất là đẹp luôn mọi người. Máy nội địa Japan, dòng của Sinh Lem nha, dòng Mythos của Sinh Lem phiên bản đẹp, mặt đẹp quá mọi người, cái mặt nó rất là đẹp luôn nha. Trời, cái màu nâu sô cô la, màu nâu quá đỉnh luôn. Trời, cái dáng chiếc này đẹp thật sự luôn á, vuông mà nó tròn nha, chứ không phải vuông mà nó vuông vắt. Nó nhìn đẹp thế trời, cái màu vàng thì phải nói là so kêu. Từ từ nha mọi người, em đang cân nhắc lại, cái con này đẹp quá. Chiếc này em để cho mọi người 700. Đẹp quá mọi người, dáng rất đẹp, độ mới cao. Mã chiếc này là mã G16 cho em 700. Lên cho em mã G17. G17 em lên một chiếc của nhà Senko đá nè. Senko vỏ đá của nhà Đôn Trời cho em, vỏ đá nè. Kính thủy vàng, cọc số La Mã. Size 24,2 nhưng cho 25,5, dọc là 32,3. Ở đằng sau như thế này. Đó. Bản này bản kỷ niệm nha, em chưa có dịch cái bản này ra. Đá tung ten nè, nó ri tung ten nè. Đó, đá này là đá tung ten nha, đá xịn đó. Đá tung ten hai bên nè, Senko Đôn Trời. Da đà điểu và khóa là em thay. Ủa đâu sai chưa ta? Sai 24,2 ở đâu rồi? Luôn càng là 32,3 nè. Này, xung quanh nó có tán đinh như thế này nè. Đó. Chiếc vỏ đá này đeo nó sẽ không có bị chày vỏ, đỡ phải spa gì trơn, nó đeo mát lạnh. Đằng sau cũng vậy. Hàng xịn sò của nhà Senko Đôn Trời, bình thường Senko Đôn Trời nó đã mắc rồi. Mua mới đã mắc rồi mà nó còn làm vỏ đá nữa. Rất là xịn luôn cho em, con này quá đã. Chiếc này em bán 750 nha, da đà điểu 0,5 em thay rồi. Mã chiếc này là mã G17. Lên cho em mã G18. G18 em lên một chiếc. Chiếc này em xả luôn cho mình nha, giá gốc 2,3 triệu, 2,2 triệu gì á. Em xả luôn nha mọi người, tại em đang về hàng rất là nhiều nên là em cần vốn để em nhập lại á, nên là em xả luôn cho mọi người, chiếc này về tiền không lời lãi gì luôn. Đây, size chiếc này là size 42 cho em. Size 42 bản kính sapphire của hiệu Au Khe này, automatic, bộ máy 21 Jewel nha. Đó, núm zin cho em, vỏ vàng hồng, máy ở đằng sau như thế này. Máy rất đẹp. Máy đằng sau cho em như thế này nha, còn tem luôn. Automatic còn tem, chống nước 5 ATM, nắp vặn cổ chai, ế lộn, nắp vặn ren chống nước. Khóa zin, khóa bướm vàng hồng zin cho em. Full hộp, sổ thẻ đầy đủ. Chiếc này 2,2 triệu em xả luôn cho mình.
da dây jean chưa xài, hàng bốc hộp chưa xài. Em xả luôn về tiền cho em 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8 cho em full hộp như thế này. Phải nói đỉnh của chóp. Mã chiếc này là mã G18. Lên cho em mã G19. G19 em lên một chiếc của nhà này. Đây, Alexander Ola đính xoàng nè. Pin zin của nó xài được 4 năm pin nè, em đã thay được, em đã thay pin của bên em rồi chứ pin zin lúc đầu là 4 năm lận á. Size 24 cho em nhưng 31,6. Luôn càng là 37 cho em, có đính xoàng bên hông nữa nè. Rồi đằng sau cho em như thế này, Alexander Ola kim nè. Da đà điểu em thay, khóa zin. Bản đính xoàng. Sang. Đó, 500 cho em, da đà điểu xịn luôn. Mã chiếc này là G19 nha, 500 kim xanh ngọc. Lên cho em mã G20. G20 em lên một chiếc của nhà chiếc này là dòng Mao, hàng nội địa nha, hàng nội địa, vỏ dạng như là nhựa cao cấp á. Size 38 cho em nè. Niền không xoay của hãng Maruma đó mọi người. Dây em thay nè, dây may viền. Kim là kim dạ quang nha, kim lộc lá. Đó, cái này mua cho bé đeo được, mấy đứa mười mấy tuổi đồ á. 300 cho em chiếc này mã G20 300. Lên cho em mã G21. G21 em lên một chiếc của nhà Citizen Wika. Citizen Wika cho em nha. Cái này em thấy mấy chị cũng thích nè, tại vì nó bền. Thứ nhất là nó bền, thứ hai là vỏ đồ ok, con này năng lượng. Ở đằng sau cho em nè, Citizen Eco Driver. Cái dòng này nó cũng y như cái dòng Citizen XC vậy đó. Nhưng mà nó khác cái là nó chỉnh giờ bình thường, nó không phải chỉnh giờ theo cái kiểu mà sóng radio. Size chiếc này là 24 nha. Size 24 cho em lên tay nè. Nó là cái hụt dòng là ăn chắc mặt bền mà đỡ phải tốn tiền pin hàng năm nữa. Citizen Wika hàng hiệu cho em luôn. Năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm. Rất là tiết kiệm pin mà giá lại vừa ok la nữa. Chiếc này em để cho mọi người 450 năng lượng luôn, bán không tiền bằng tiền pin luôn á. Mọi người về là chỉ cần là nhận hàng xong sạc lại là để xài ok la thôi cho em thôi. Mã chiếc này là mã G21. Lên cho em mã G22. G22 em lên một chiếc của nhà Folie4Line cho em. Bản này là bản cỏ 4 lá nè. Bản này giống những cái con mà đồng hồ hiệu nữ tiền tỷ á. Ai mà chơi nhiều đồng hồ là sẽ biết những cái kiểu cỏ 4 lá đó. Khóa zin em gửi lại. Dây này không có zin nhưng mà em gửi lại luôn. Vậy nó về dây trắng em không chịu, em thay dây đen vô nè. Dây da đà điểu, nói chung em tặng hết cho mình từ dây tới khóa lại nè. Đó. Kính là kính dắt nè, bên trong có đính xoàng nè. Cái đính xoàng bên trong thì mình sẽ đỡ phải sợ là nó bị rớt hộp, rớt đá rồi bị dơ, bị gì ha. Tại vì nó nằm bên trong, nó sẽ bảo quản tốt hơn. Size chiếc này ngang là 34 nè. Còn cái phần mà nở cánh bên trong là 28 nha. Đó. Nói chung là nó không có bự, nó vừa phải. Đeo dễ thương lắm. Đó, cỏ 4 lá cho em, đính kim cương bên trong. Vỏ thép cho em nha, ở đằng sau như thế này. Rồi chiếc này trả cho mình tổng cộng là em tặng cho mình một bộ dây da đà điểu và một bộ khóa. Rồi gửi lại cho mình bộ dây zin, bộ khóa zin và một cái dây không có biết zin hay không. Đó, lời em mua cái này được lời nè. Rồi em bán 650 luôn, bán không có tính tiền dây nha. 650 cho em mã G22. Lên cho em mã G23.
G23 em lên một chiếc của nhà này. Freeway là bản đồng cổ nha. Mấy dòng Citizen này nó gọi là muôn thuở rồi. Gọi là nó là hồi hụt dạng là hàng bền qua 5 tháng. Size 32 cho em nha. 32 cho em nha. Vỏ là vỏ đồng khóa đồng cổ luôn nè. Dây dây cà phê sữa. Bản kim ngỗng cọc số hộp trò. Nắp sau như thế này của nhà Citizen. Đó. Lên tay cho em nè. Đó. 250 cho em bộ dây 100.000, dây rất là xịn nha. 250 cho em Freeway nè, sử dụng máy Citizen. Mã chiếc này là mã G23. Lên cho em mã G24. G24 em lên cho mình chiếc này. Argon nha, cái này em like trước, em cho pin sâu nha mọi người, không có thời gian luôn á. Chứ này dạng kiền nha. Size ngang 18 nha. Dọc là 21. Ngang 18, dọc 21. Dây dạng kiền nhưng mà có thể được cắt mắt được nè. Nó có làm cho mình tổng cộng mấy cái mắt hình dư ra để mình cắt nè. Nhưng mà phôm tay con này thì nó tầm khoảng 16 16, 16, 5, 17 đeo đẹp. Dạng kiền của nhà Arun cho em nha. 300.000, made in Japan luôn, sản xuất tại Japan. 300 cho em nha. Mã chiếc này là mã G24. Em lên cho em mã G25. G25 nha mọi người. Em lên chiếc thêm một chiếc đẹp đỉnh luôn. Đây, Japan Marvin có đính hai viên trai ở trên dưới nè. Ở trên với ở dưới đính hai viên trai nè. Ở đằng sau cho em như thế này. Ồ, đẹp đỉnh luôn á. Vỏ vàng ươm, mặt khảm trai. Size 23 cho em nha. Cái này dạng có thể cắt mắt được. Có thể tháo được cái thêm một cái khóa nữa nè. Cái này tay nhỏ đeo vô tư. Tay của em nhỏ xíu em đeo được nè. Đó. Quá đẹp luôn, đính hai viên ngọc trai trên dưới, mặt khảm trai cho em chiếc này. 400 cho em, vỏ vàng ươm 400k. Mã chiếc này là mã G24 cho em nha mọi người, bao rẻ mọi người luôn. G24. Em lộn, G25. G25 400 cho em. Rồi lên cho em mã G26. G26 em lên con Di Chun. Con Di Chun nè, hiệu Ele nha. Di Chun hiệu Ele, cọc số La Mã cho em, nắp sau như thế này. Mấy cái này yên tâm là em sẽ kiểm tra pin trước khi đi đơn. Size ngang là 23, dọc là 25. Bản Di Chun. Đó, dáng quý tộc, cắt mắt được. Dây chun thì tay nhỏ to gì đeo được. 300 cho em con Ele này. 300k sử dụng máy Nhật. Mã chiếc này là mã G26. Lên cho em mã G27 nha. G27 em lên con mặt ấy không, vỏ đồng cổ tiếp. Vỏ đồng cổ nha, dòng Senko. Hồi nãy là dòng Citizen, con này là dòng Senko Avenut. Đó, kim là kim ngỗng luôn cho em, vỏ đồng cổ nè. Ở đằng sau như thế này của nhà Senko. Máy xịn Senko luôn á. Size 23.5, em thay cho mình bộ dây da bò dập vân da trăng nè. Và khóa là em thay nha. Không thích màu này báo bên em đổi màu. Đó, tại em thấy nó cũng đồng điệu với nhau. Chiếc này em để 300. 300 cho em siêu đẹp, mã G27 nè. Lên cho em mã G28. G28 cho em nha. Cái con trăng sao nằm đây.
Con này là con trăng sao vỏ vàng cho em. À, trăng sao nè, nó là bản kỷ niệm anniversary 30 nè. Đó. Cái thay vì nó là cọc số nhưng nó sẽ là chữ cái nha. Nó sẽ là chữ cái. Rất là cũng thấy nó lạ, con này về thường là cọc số mà. Size 27. Nắp sau cho em như thế này, dập ben. Vỏ vàng ươm nha. Lên tay cho em nè. Trăng sao vỏ vàng ươm lên tay cho em như thế này. Cái này về nó lắp dây này á, chứ em thì em không có lắp dây này đâu, bên đó họ lắp á. Chiếc này em tặng thêm bộ dây, em bán 400. Trăng sao 400 cho em, mã G28. Trăng sao lên cho em mã G29. G29 em lên chiếc này là của nhà Senko. Senko vỏ titanium, kính thủy vàng, một góc lịch 3 giờ, cọc số học trò nha. Size chiếc này là size 26. Ở đằng sau nắp vặn cho em là vỏ titanium. Chiếc này made in Japan luôn mọi người. Dòng lặn, dòng chống nước 100m, chống nước cao nè. Một góc lịch 3 giờ, núm vàng cho em. Titanium nên mình đeo nó sẽ nhẹ và lì lì á. Đó, dây em thay như thế này, không thích có thể đổi dây khác nha. Đó, con Senko titanium này em bán luôn cho mình 300 nè. Có lịch luôn nha. Mã G29. Lên cho em mã G30. G30 em lên cho mình chiếc này. Chiếc này của dòng Disney. Disney, cái này để dạng dằn, mình để mình dạng dằn giấy hay gì á, để trên bàn thôi. Đây Tom World gì đây nè. Còn tem của nhà Disney. Vỏ vàng. Em size 32 này, em bán bằng tiền bộ máy. Cái này em bán 100. 100 cho em nha. Mã G30 cho em 100 nè. Lên cho em mã G31. G31 em lên chiếc này. Đồ mi vàng cho em nha. Đồ mi vàng. Dây nhám nè. Cọc số La Mã viền ngoài. Hàng thời trang máy nhật máy đẹp. Hàng thời trang máy nhật máy đẹp cho em 250. 250 G31. Lên cho em mã G32. G32 em lên cho mình chiếc này. Thời trang máy nhật giống, làm dạng giống như titan vậy đó, nhưng mà nó là thép chứ không phải titan nha. Nó là hợp kim á. Size 40 cho em, khóa gầy thông minh. Nắp sau như thế này. Zip band nhìn nó cũng lì lì hay hay. Em bán 200. Dây dài nha. 200 cho em nè. G32 200 nè. Nhìn nó lì lì như titan vậy. Máy nhật. G33 em lên chiếc này. Chiếc này của nhà Đinh Hiêu. Đinh Hiêu máy thủy, dạng thủy nội địa. Đinh Hiêu nè, nào giờ thấy con Đinh Hiêu gì lạ lõm nha nhờ. Rất là lạ luôn, màu đen. Size 25 cho em, khóa gầy thông minh này. Nó có xước dây nha mọi người. Có xước dây con Đinh Hiêu Thụy Sĩ này cho em, nắp sau nè. Nó có xước xác nha. Em nói trước là nó có xước xác, mình đeo chơi vui thì được. Đinh Hiêu máy thủy nè. 250 cho em nha. Bình thường là 6-700 đó. 250 cho em con Thụy Sĩ này. Mã chiếc này là mã G33. G34 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Đây là dòng Baby G mà là bản kim, dây thép nè. Bình thường Baby G là bản thể thao kiểu vỏ nhựa chứ không có vỏ thép. Con này là vỏ thép mà là bản kim nữa. Size 35,5 nha. Size 35,5, màu hồng nút cho em nè. Màu hồng rút. Đó. 300 cho em con Baby G kim này, dây đúc. Xịn sò. 300. Mã chiếc này là mã G33, G34 cho em nè. G35 em lên cho mình chiếc này, đồ mi vàng nha. Đồ mi vàng cho em. Dây khóa gầy thông minh, nắp sau nè. Núm vàng.
size 32. Máy nhật cho em. Thời trang máy nhật em thấy nó đẹp. 200.000. G35 200.000 cho em, bộ dây 100.000 rồi nè. 200.000 cho em, rừng nhìn rất là đẹp luôn. G36 em lên một chiếc của nhà. À không, em nãy cái con xúc sắc hồi nãy đó, nó có dây jean em gửi lại nha. Cái con G7 này nè, nó có dây jean á. Em tặng bộ dây xong em trả bộ dây cũ lại nè. G36 em lên cho mình chiếc này. Chiếc này là của dòng Soma. Soma điện tử nha. Dòng Soma điện tử. Nó cũng dạng như kiểu Nike vậy. Soma này mua cho bé đeo đi 200.000. 200.000 nha. Dáng Nike y chang luôn nè. G36. G37 nha, em có chiếc này tự xử nha, máy Thụy Sĩ á. Máy Thụy Sĩ xanh lá. Em bán tự xử của dòng Fila nè, máy Swiss Thụy Sĩ xanh lá. Máy dĩa xanh á, một góc lịch lọc cho pin không chạy. Cho pin không chạy nè, em về em bán tự xử, bán vỏ nha. Dây thì rất là đẹp luôn. Nè. Vỏ dây đồ nhìn đẹp quá nên em mới bán á, chứ bình thường này em hay quăng lô xác lắm. Đây. Villa cho em. Viền này nó là viền dạng kim loại màu xanh nhũ á. Một góc lịch lọc nè. Size 32. Rồi em bán cái vỏ không nè, em bán 160 nha, tự xử 160.000 em bán lỗ nha, vốn em còn hơn cả 160.000 á. 160 tự xử. Mã G37. G38. Đây, cái này là si nha mọi người, si về nè. Si về bị chày, hàng chính hãng si về bị chày sẽ có chóc xíu nè. Đó. Sau là khác nè. Rất là thơm luôn nha, dòng perfume nha mọi người, nhớ nha, nó có hai loại. Một loại toilet và một loại perfume. Perfume thì nó sẽ bền mùi hơn nè, nó đậm đặc hơn. Này để em đọc cái mùi hương cho mọi người nghe. Giá thị trường 3.570.000. Cái này là người ta để ở bên đó nè, người ta để người ta xài nó chày cái vỏ luôn nè. Cái này dòng là dòng 100ml. 100ml xài xíu chỗ này. Đây. Hướng hương dương sĩ phương đông nè, phóng khoáng nam tính cuốn hút. Hương đầu là Canberra moss, hương giữa là oải hương tiêu tứ xuyên, hoa hồi nhục đậu khấu, hương cuối là vanilla amrostan. Mùi men cực kỳ luôn, dòng perfume. Đó. Chiếc này là cái chai này em có full hộp mới nữa. Full hộp mới nữa, hàng trưng bày nữa. Nhưng mà em lên trước cho mình cái chai chai si, hàng si trong về nó hơi bị chày nè. Nhưng mà chất lượng nước rất ok, bên trong rất ok nha. Nắp thì nó vẫn hít bình thường nha. Đó, nắp vẫn hít bình thường cho em. Rất là thơm luôn, cực kỳ thơm. Đó, dòng perfume. Rồi, lên cho em chai này. Nhìn nó cũng như là muốn đầy vậy đó. Mọi người, nó chỉ hụt chút xíu thôi à. Nó chỉ có hụt chút xíu thôi nha. Đó. Cái chai mới là tới 1.000.000 lận. Cái chai này là xài rồi mà còn nước nhiều. Chai này em để cho mọi người là 850. 850 chính hãng nè, chính hãng hàng si về nè. 850 cho em. Ai không quan trọng vỏ vẻ về ngoài. Mua về để chủ yếu là để xài cái nước á, là mua được con này rẻ mà thơm, rất là thơm luôn. Mã chiếc này là mã D. Ê lộn, mã chiếc này là mã G chứ. G38 nha. 850. Test rồi mới đảm bảo cho mọi người á. Rồi G39 cho em tới cái chai Burberry. Trời ơi má ơi nó sang. Cái chai Burberry cho em, Burberry bản Riz. Bản Riz nè.
Cái này cũng vậy, hàng xi để lâu nó chày nha. Đó, hàng xi nè, cái này em đóng nguyên một lô, có cả xi, có cả trưng bày, có cả hộp. Đó, thơm. Rất lâu, con này thơm lâu lắm, con này em sức là từ 8 giờ sáng tới giờ còn mùi nữa. Đây. Để em check thử coi cái chiếc búp này nó là nhiêu tiền ta. Giá thị trường giờ nó tầm 2,5 triệu. Từ 1 triệu 9 tới 2,5 triệu nè. Hương gia thuộc, nó thuộc dòng hương gia thuộc nha. Bản này bản 90ml. Quyến rũ nam tính lịch lãm, độ tỏa hương trong vòng bán kính 2m. Đó, hương gia thuộc, xuất xứ Pháp. Burberry. Giá thị trường nó cũng không có cao, từ 1 triệu 9 cho tới 2,5 triệu. Đó. Rồi thôi em bán 850 luôn nha. 850 chính hãng Burberry luôn á mọi người, bao mọi người test mùi, chuẩn ấy luôn và rất là bám lâu. Ăn thua là môi trường của mọi người ở đâu, ở ngoài nắng hay là ở trong mát, ở trong lạnh, sức trên áo hay là trên người, mồ hôi có chảy không. Nhưng mà đa phần những dòng này là những dòng xài rất là lâu, em cảm giác là em ở trong nhà không mà nên là em cảm thấy nó bao lâu lắm. G39 cho em nha, 850. Rồi tới R40 nè. Hàng xi thì nó sẽ có chày chày xước xước đồ á, nhưng mà nó chỉ chuẩn chính hãng. Rồi lên cho em mã G40. G40 tới cái chai Sauvin Dior này, em có bản 25ml. Cái bản này nó gửi kèm chung lô cho em, chứ em không có chủ đích là em lấy nó. Cái này nó tự động nó gửi kèm. Đây nó là như thế này. Giống chiếc quá. Hả? Rất là thơm luôn. Khi mọi người mới hửi vô nó sẽ nồng lắm. Mọi người xịt cho em tầm 1-2 phút sau hãy hửi nha. Nước hoa nào cũng vậy hết, xịt xong mà đừng hửi liền, nó rất là nồng và nó hăng cái mũi lắm. Mình phải xịt xong 1-2 phút sau nó vơi vơi đi bớt, mình mới hửi rõ. Và 5 phút sau nó sẽ thơm, rất là thơm luôn. Bản này bản 25ml nè. Này em bán kèm cho mình nha. Em bán kèm cho mình 300.000. Full hộp 300 cho em nha, bản 25ml nè. G40. Rồi đó, đưa đút mũi vô hửi xong dính luôn, dính mùi trên mũi luôn. Rồi G41 cho em nè. G41 em lên cho mình con replica. Con replica phiên bản 2003 nha. Trời ơi, chiếc này, chai này nó thơm vãi luôn. Nó thơm lâu lắm, nó thơm mà em sức lên tay, em đi rửa tay luôn, nó vẫn còn mùi nha mọi người. Đây, cái này nó có hơi bị gách hộp ở trên xíu nè. Đó, bỏ ra làm gấp quá sẽ gấp hộp luôn nè. Đó, hàng chính hãng cho em nha. Đó, replica trong kiện nè. Cái này người ta trưng lâu quá, bụi tự bám vô mấy cái vải này nè, không tránh được nha mọi người. Replica mùi ngọt, mùi ngọt mà sang, mùi kiểu quý phái, mùi kiểu nữ quyền sao á, biết phải nói là sao, mùi kinh khủng đẹp. Đem chết mùi. Giá thị trường nó tầm 2,8 triệu. Trời, hủi cái dính mùi luôn. Đỉnh trưởng thiệt. Không hủi thì thôi, mà hủi thì nó lại dính vô cái mũi mình á. Má ơi, 2,8 triệu, 2,6 triệu mà cho cái mùi nằm ở đâu rồi trời. Cái này bản 997. Cái bản 2003 rồi ta. Làm này perfume. Tại vì một số trang nó sẽ không còn hàng nữa nên nó không có đăng. Cái này là bản gì đây? Ui nó nhiều bản lắm, 2003, 2008 nữa. Cái mùi 2003 là unisex nha mọi người, nam nữ dùng chung. Giá thị trường nè, từ 580 tới 3280, 580 là dạng chiếc đó. 3280 này dòng EDB nè, EDB EDT. Cái dòng này là dòng EDB EDT. EDT. EDT cho em ngọt ngào hương trái cây và thơm tươi mát của hoa nè. Có hương gỗ luôn. Đó, bản 203 là bản xài chung với lại nam luôn.
Hương đầu là xạ hương trắng, hoa diêm vĩ, hương gỗ, quả lê, hoa hồng, hương aldehyde, hoa linh lan, thung lũng. Hương giữa là hoa diêm vĩ, hoa hồng, hoa cam. Hương cuối là xạ hương trắng, lá cây, hoắc hương Indo, cây vong vang. Đó, siêu đỉnh luôn. Nó bị hơi bị gách hộp xíu, em bán 1,2 triệu. 1,2 triệu chai này cho em nha. Quá đỉnh, chai này phải nói là đỉnh của chóp. Replica em có đúng một chai duy nhất. Để lâu tự động bám bụi, gách hộp. Đó, 1,2 triệu cho em. Chính hãng nha mọi người. Ủa đâu rồi? Cái này em test mùi rồi, mùi rất lâu. Mùi đậm đặc cực kỳ. EDT mà nó đậm lắm. Mã G41. Lên cho em mã G42. G42 cho em nha, Lacoste. Lacoste em về được hai bản. Một bản này là bản xanh nè. Tất cả đều toilet hết. Full hộp cho em. Đây, Lacoste bản cá sấu. Bản cá sấu cho em nha mọi người. Bản này là bản, nói chung giá thị trường nó cũng không có cao, triệu mấy chai. Kiểu nó gọi là có tí bạc hà, men men nam kiểu mệt quá để sệt con chó lẹ. Giá thị trường hình như cũng tầm 1,8 triệu, 1,9 triệu vậy á, cái con này nè. Lacoste thì nói chung nó cũng không phải là thuộc dòng quá mắc tiền, nhưng mà nó cũng thuộc dòng ok. Cái này độ lưu hương từ 3 đến 6 tiếng. Cái này là bên hãng người ta chỉ định nha, chứ không phải em nói nha. Khá xa trong vòng bán kính 1 mét, sản xuất năm 2009. Nam tính thể thao, phương đông, cây nồng, mạnh mẽ, trầm ấm. Đó, thích hợp với mùa hè nè. Mùa hè đang nóng bức là xài mùi mát thì nó mát lắm. Mát cực kỳ luôn, mát rừ rừ luôn. Rồi em để cho mọi người full hộp 900. 900 cho em nha, dòng Lacoste. Đó. Bản này 125ml siêu nhiều. 900 cho em mã G42. Lên cho em mã G42. G42, ủa phải không phải G42 từ từ. Không ai phải xíu xíu. G43. G43 tới bản màu trắng nè. Bản màu trắng 100ml. Bản màu trắng 100ml cho em. Chỗ cái này bằng da, bằng vải thêu. Thơm quá mùi này. Cái mùi hồi nãy là theo mùi dạng mùi mát nha mọi người. Cái này nó có tí sang, giống cái mùi burberry. Giống cái mùi burberry hồi đầu. Mà này giá thị trường cũng 1,000 mấy à. Mấy dòng Lacoste này thị trường nó không có mắc. Thị trường nó tầm 1,8 triệu. 1,8 triệu nè. Thị trường cũng không có mắc. Nên là em đấu lô này nó về giá được ok cho mình. Nhưng mà này nó bán theo thị trường nước ngoài nhiều quá, em sợ không ra mùi. Nói chung là em nói nó thơm á, thơm sang. Còn mọi người về test mùi đi. Thơm sang, cực sang luôn. Sang, dòng bản này bản tester. Bản này bản tester nữa nè. Full hộp cho em nha. Full hộp cho em bản 100ml. Thị trường 1,8 triệu. Em để cho mọi người chiếc này 1 triệu đi. Chai tại chai của em nó không khác gì mới hết trơn á mọi người. Nó không có chưa có xài nha. 1 triệu cho em chai này mã G43. Bao mọi người kinh khủng thơm luôn. Lên cho em mã G44 nha. G44 cho em chai Givenchy. Cái dòng hai chai Lacoste nãy em lên là của nam nha. Chai màu trắng nữ xài chung được. Mấy cái đó nam nữ xài chung được. Replica cũng nam nữ xài chung được. Từ từ để em search cái Givenchy này nam nữ. Cái này dòng toilet. Cái chai Givenchy.
Sệt cái toàn nghe nước ngoài không mọi người. Đây Việt Nam mình không bán không trời. Giờ không biết giá trị luôn. Này nam nữ trời. Nghĩ chắc nữ quá. Mới xịt mọi người hủi nó nồng lắm. Từ từ cỡ một phút sau hủi. Tông sang. Nó giống cái mùi Dior. Giống mùi Dior nha. Tông sang. Bản này bản 100ml. 100ml cho em con Givenchy nè. Hả? Nắp dưới cho em vậy nè. Dùng toilet. Rồi chiếc này 1 triệu luôn đi. 1 triệu cho em nha Givenchy. Giá này là giá cực tốt luôn á mọi người. Em săn được rẻ hơn so với năm ngoái. Năm ngoái trước Tết là bán 1.000.000 luôn á. 1.600.000, 1.700.000 luôn á. Mã G44. Rồi lên cho em G45 nè. Chai này lên về đúng con chai. Nó nặng dễ sợ nặng. Chai này là dòng parfum de Mali. Được trước em hay bán mấy chai màu hồng của nữ mà toàn ten có mấy cái quả trân châu. Dòng parfum này của nam. Cái nắp nó nặng dã man, cái nắp nặng. Cái chai này nó về nó hơi bị lỗi cái xíu chỗ cái nắp vòi nha mọi người, nó hơi bị kênh lên nè. Thấy không? Kiểu lắp vô nó hơi bị méo méo. Nhưng mà thơm. Em đảm bảo mọi người thơm lâu khủng khiếp nha. Cái này em xịt xong đi tắm vẫn còn luôn. Xịt xong đi tắm vẫn còn. Thơm quá xịt miếng à. Xịt xong mọi người léo lau vòi lại nha. Đó. Xịt xong mà để lắc lắc từ từ xoa xoa từ từ hãy hủi hủi liền nó nồng. Thơm quá. Chịu hết nổi luôn cái mùi thơm kinh khủng. Đâu rồi, sệt nữa, sệt cái ra nước ngoài không. Muốn coi cái nhóm mùi á mà nó ra nguồn nó ra chai ra thương. Ra nước ngoài không mà khó sệt ghê. Mà để diễn tả nè. Nó có mùi gỗ, mùi mà vanilla, mùi trầm. Có tí hoa. Mùi béo béo sữa sữa. Và có tí mùi gỗ, mùi da. Tóm lại sang. Nghe lời em lấy chiếc này. Sang cực 1.400.000. Quá sang luôn. 1.400.000 cho em nha, bao lâu? G45. Rồi, qua túi sách em xả cho mình nhân dịp rồi sắp tới 30 tháng 4 rồi. Nên là em xả cho mình mấy cái túi sách này nè. Cái này bữa trước bán 300 nè. Bữa trước bán 300 nè, mới đây chứ đâu. Đó, mở lên như thế này nè, có dây đeo trắng trong nè, ngăn là tổng cộng là có 3 ngăn. 3 ngăn nha, 2 ngăn bự, 1 ngăn nhỏ dây kéo nè. Đó, 3 ngăn cho em. Đó, trắng. Cân size 20. Rồi 300 xả 200. Không có lời nha mọi người. Xả là không có lời. G46 cho em. Tại mấy này bán chơi thôi à. 200 cho em nha. G46. Cái này bữa trước bán 400. Dior. Ui bán giá này là tốt quá. Còn gì nữa, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn. 5 ngăn, 1 dây đeo. Lót nhung. Trời ơi quá đỉnh luôn. Tiếc bán mấy cái con nhiều ngăn tiếc. Đây 350 nha. Lấy em đeo đi. 350 cho em. G47. Nó thơm quá mọi người. Chị không nổi luôn. Bán cái hoa mà xịt cái chai nó thơm khủng khiếp. G48 nè. Chanel nè, cái này màu kem.
một kem nha, dễ thương lắm, sách về mặt cái đầm đi rất là dễ thương luôn. Chưa lột siêu nè, cho em khi khóa đồng, khóa đồng cho em đó. Có một cái ngăn bự, mấy ngăn nhỏ này nè, dễ thương quá à, mini vậy đó, dễ thương cực. Của Chen Khi 300 xả cho mình 200 lỗ. Mấy con này em lời được 50.000, em xả 2 xả xuống 100 là em lỗ 50. 200 cho em nha. G48. Rồi, G49. Cái này 300. Cái này Dior túi gút. Dior mà dạng gút á, ở trong nè. Lót nhung xịn. Lót nhung rất là xịn luôn, dạng dây một cái trên này sách nè, trên này đeo nè, dễ thương. Đằng sau nè. Rồi xả luôn 250 nha, 350 xả 250. Cái này bữa trước bán 350, xả 250. 250 cho em. Rồi 49, em còn cái màu trắng nữa mà inbox em gửi hình nha. Rồi 49. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại. Quá thơm. Thơm quá, chịu không nổi luôn. Cảm ơn mọi người.